Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài 8.7 Sự di chuyển của đá. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, đó chính là sự di chuyển của các mảnh đá. Thứ hai, sự hình thành của trầm tích. Thứ ba, tầng tầng lớp lớp trầm tích. Và cuối cùng, đó chính là các mảnh đá được mài nhẵn. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu phần đầu tiên, đó chính là sự di chuyển của các mảnh đá. Trong bài học ngày hôm trước, chúng ta đã biết được hiện tượng phong hóa sẽ làm vỡ đất đá. Các viên đá bị vỡ ra bởi hiện tượng phong hóa được gọi là các mảnh đá. Tuy nhiên, các mảnh vỡ này không đứng yên một chỗ mà thường được di chuyển xa khỏi nơi chúng được tạo ra bởi tác động của trọng lực, gió và dòng nước. Sự chuyển động của các mảnh đá này được gọi là hiện tượng xói mòn. Vậy các mảnh vỡ của đá được di chuyển bởi các tác nhân như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trọng lực thì làm cho các mảnh đá rơi xuống dốc. Gió thì thổi bay những mảnh đá nhỏ. Còn nước mưa thì cuốn trôi các mảnh đá xuống suối hoặc sông. Chúng sẽ được cuốn đi theo dòng nước. Các mảnh đá nhỏ được cuốn trôi đi xa, những mảnh đá lớn hơn bị bỏ lại ở phía sau. Xa hơn về phía hạ lưu, chúng ta có thể trông thấy những bãi đá cuội. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự hình thành của trầm tích. Tốc độ dòng chảy của sông hoặc suối thì phụ thuộc vào độ dốc và lưu lượng nước. Lưu lượng nước chính là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó trong một giây đồng hồ. Ở đây, chúng ta sẽ cùng quan sát hai dòng sông. Một dòng sông có tốc độ chảy nhanh và một dòng sông có tốc độ chảy chậm. Dòng sông chảy nhanh có thể cuốn theo những tảng đá lớn, còn dòng sông chảy chậm chỉ có thể mang theo những mảnh đá nhỏ. Khi độ dốc địa hình giảm đi, tốc độ dòng chảy chậm hơn. Khi đó, một số tảng đá lắng xuống đáy sông vì chúng quá nặng, khó có thể bị cuốn đi. Hiện tượng này được gọi là hiện tượng lắng đọng. Nhiều đá lắng đọng dần dần tích tụ và hình thành đá trầm tích. Vậy thì các lớp trầm tích được hình thành như thế nào? Hãy cùng cô tìm hiểu phần 3, tầng tầng lớp lớp trầm tích. Chúng ta hãy cùng làm một thí nghiệm nho nhỏ nhé. Khi chúng ta khuấy đều hỗn hợp các mảnh đá có kích thước khác nhau trong nước, các mảnh đá sẽ phân tán vào trong nước. Khi ngừng khuấy, các mảnh đá lắng xuống với những mảnh nặng nhất ở phía dưới và nhẹ nhất ở bên trên. Lúc này, các lớp đá được hình thành. Các em có thể quan sát chúng ta có lớp đá 1, lớp đá 2 và có thể có những lớp đá tiếp theo ở bên trên. Điều tương tự cũng xảy ra với những mảnh đá được lắng đọng ở các dòng sông. Nhưng không chỉ có đá, cát bùn cũng được vận chuyển và lắng đọng. Các em có thể quan sát cho cô tầng tầng lớp lớp sự đan xen của cát và bùn. Cứ một lớp bùn chúng ta lại có một lớp cát, rồi lại một lớp bùn. Trải qua hàng trăm triệu năm, có nhiều thay đổi trong những mảnh đá được cuốn đi hay lắng đọng tại các dòng sông. Trầm tích ở phía dưới được lắng đọng trước những trầm tích nằm ở phía trên. Chúng ta có thể quan sát các lớp đá và cát bùn đan xen nhau. Khi có càng nhiều lớp tích tụ, trọng lượng của các lớp mới sẽ ép các hạt ở lớp sâu hơn dính chặt vào nhau. Đá ở thể rắn được hình thành và được gọi là đá trầm tích, hình thành nên các lớp trầm tích khác nhau. Đó là về tầng tầng lớp lớp trầm tích. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về các mảnh đá được mài nhẵn. Khi mảnh đá mới được hình thành, chúng có các cạnh rất sắc nhọn. Khi các mảnh đá được trà sát với nhau, các góc cạnh trở nên nhẵn hơn. Các em có thể quan sát các mảnh đá đã được trở nên nhẵn hơn rất nhiều so với khi chúng vừa được hình thành. Và đây chính là hiện tượng mài mòn. Như vậy, hôm nay cô và chúng ta đã tìm hiểu xong bài 8.7 và chúng ta sẽ cùng tổng kết lại một số nội dung chính nhé. Đầu tiên, các mảnh đá được di chuyển bởi trọng lực, nước và gió. Dòng sông thì cuốn các mảnh đá ra biển. Các mảnh đá nhỏ được mang đi xa hơn so với các mảnh đá lớn. Và các lớp đá cùng với cát bùn tích tụ ở đáy biển đã tạo thành các lớp đá trầm tích. Đó chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.